thảo dược xạ đen tác dụng lưu dung và vơ chế hoạt động xạ đen là một trong những loại thảo dược được ứng dụng rộng rãi vào y học bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về tác dụng chữa bệnh của cây xạ đen xạ đen là thảo dược có khả năng chữa được nhiều loại bệnh cây xạ đen có tác dụng gì cây xạ đen chữa được bệnh gì là thắc mắc của rất nhiều người dưới đây là những thông tin sẽ góp phần giải đáp những câu hỏi trên. Tìm hiểu chung về xạ đen. Xạ đen là loài thực vật thuộc họ Celastrae hay còn gọi là chi dây gối. Nó có tên khoa học là Celastrus hinsiben. Cây xạ đen thuộc dạng thân leo, sống chủ yếu dựa vào việc leo quanh các cây cổ thụ. Kích thước to nhất của cây xạ đen chỉ bằng cỡ ngón chân, cái khí chặt cây chúng ta có thể thấy thân cân tiết nhựa. Nhựa này sau đó sẽ chuyển sang màu đen đặc trưng. Lá xạ đen từ tự, tự lá chè, nhưng to và dài hơn, mọc bên lên hai bên mép và cục xuống ở hai đầu ngọn lá cùng gốc lá. Nó có hình thuyền bầu. Lá xạ đen non có màu đỏ tí. Lá già thì mang màu xanh. Mép răng cưa của lá xạ đen thưa và thấp, mặt lá bóng nhẵn. Cuốn lá có kích thước khoảng 4 đến 8 mm. Tại Việt Nam, loại cây này phổ biến ở khu vực miền núi phía Bắc. Hòa Bình là tỉnh có nhiều xạ đen nhất và cũng là nguồn cung cấp xạ đen đi khắp cả nước. Là loại thảo dược khá quen thuộc nhưng không phải ai cũng tường tận cây xạ đen có mấy loại. Loại cây này có nhiều loại, cùng chi thực vật thì số lượng lên đến 10 loại. Nếu xếp theo tên gọi thì chỉ có một loại có tên cây xạ đen có những loại khác dễ bị nhầm lẫn về hình thức với cây xạ đen là cây xạ vàng, cây xạ đỏ và cây xạ trắng. cây xạ đen có tác dụng gì? trong cây xạ đen có chứa nhiều chất quý như saponin, triterpenoid, quý non cùng một số khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe người sử dụng. nhiều người vẫn chưa nắm rõ thông tin cây xạ đen hỗ trợ chữa được bệnh gì dưới đây là những căn bệnh có thể ứng dụng xạ đen vào để hỗ trợ điều trị hỗ trợ chữa ung thư trong xạ đen có chứa chất flavonoid và quyển nông bởi vậy nó được xem là loại thảo dược hỗ trợ trị các bệnh ung thư tương đối hiệu quả hai chất trên có thể làm chậm quá trình oxy hóa của các gốc tự do tác nhân xấu như tế bào ung thư tế bào lão hóa hóa lỏng các tế bào ung thư bệnh về gan như viêm gan b sơ gan gan nhiễm mỡ men gan cao các hợp chất trong xạ đen hỗ trợ thanh lọc gan thúc đẩy các tế bào gan được tái tạo cung cấp các vi thiết yếu để tạo lập nên mô tế bào mới cải thiện các chức năng của tuyến giáp và hỗ trợ chức năng đào thải cho gan các bệnh về huyết áp huyết áp cao huyết áp không ổn định thanh lọc máu ổn định hệ tuần hoàn hỗ trợ chữa bệnh về xương khớp hỗ trợ trị suy nhược thần kinh, thiếu máu. Xạ đen có vị đắng chát, tính hàn, có ích cho người thường xuyên bị mất ngủ do hai chứng bệnh trên. Bệnh phụ khoa như u sơ tử cung. Theo đông y, cây xạ đen có khả năng kháng khuẩn và chứa chất chất chống viêm nhiễm. Khi kết hợp với cây trinh nữ hoàng cung, nó có thể hỗ trợ ức chế phát triển kích thước khối u, giảm thiểu nguy cơ tế bào gây bệnh lây lan sang các vùng khác của cơ thể những lưu ý khi sử dụng xạ đen chữa bệnh dù có tác dụng chữa bệnh tốt nhưng người bệnh tuyệt đối không nên lạm dụng xạ đen nó có liều dùng cụ thể đồng thời nếu sử dụng sai cách cây xạ đen cũng có thể gây ra một vài tác dụng phụ không đáng có liều dùng tùy theo chứng bệnh mức độ mắc bệnh mà mỗi người bệnh sẽ được sử dụng lượng xạ đen khác nhau người bệnh tuyệt đối không nên tự ý sử dụng mà cần tìm đến ba sĩ đông y uy tín để được tư vấn liều lượng cụ thể xạ đen có thể gây tác dụng phụ như đau bụng đi ngoài tác dụng phụ của xạ đen bên cạnh công dụng chữa bệnh khá hiệu quả cây xạ đen cũng có thể gây ra một vài tác dụng phụ nếu dùng sai cách sai liều lượng gây đau bụng đi ngoài những người mới sử dụng hoặc có hệ tiêu hóa kém dễ gặp phải tình trạng này gây cảm giác cồn cào trong bụng do người bệnh ban đầu chưa quen với một số hợp chất có trong cây xạ đen gây căng thẳng mệt mỏi những bệnh nhân có khối u thường gặp phải tác dụng phụ này thận trọng và mức độ an toàn khi dùng xạ đen nhiều chị em rỉ tai nhau rằng dùng xạ đen nhiều có thể gây vô sinh tuy nhiên các nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng xạ đen không hề gây hại đến sinh lý hay khả năng sinh sản của con người. Phụ nữ mang thai và cho con bú cần thận trọng khi dùng xạ đen hỗ trợ chữa bệnh. Tuy nhiên, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú cần thận trọng khi sử dụng xạ đen. Để đảm bảo an toàn, chị em nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nguyên nhân là vì phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cơ thể luôn nhạy cảm với hầu hết các dược chất. Trong quá trình chữa bệnh bằng cây xạ đen, bạn nên kiêng hoàn toàn rau muống, các đồ ăn, đồ uống có chất kích thích. Những loại thực phẩm này có thể làm giảm, thậm chí gây phản tác dụng khi hỗ trợ chữa bệnh bằng xạ đen.